Chào các bạn nha. Hôm nay mình nhận sửa một cái máy may. Đó thì cái máy may này là máy may công nghiệp nha. Thì lỗi của nó là nó lúc chạy lúc không mà motor rất là nóng và điện nó rò ra cái khung sắt này luôn, chân của máy may luôn. Đó thì bây giờ mình bật thì nó chạy bình thường nhưng mà có khi lúc có thì nó không chạy và điện nó rò ra nó tê tê. Đây, thì ở đây nó có hai cái chỗ để các bạn kiểm tra nha. Thứ nhất là kiểm tra hộp công tắc, mà hộp công tắc ở đây thì điện nó qua rồi, nó có chạy đó, nên cái đó thì mình loại trừ cái hộp ngay chỗ cái hộp công tắc nó không ăn điện hoặc là hư công tắc. Thứ hai là các bạn để ý ngay cái đầu motor này nè, nó có cái nắp đó, các bạn mở ra ngay chỗ đó, các bạn mở ra kiểm tra đo dây coi nó bị chạm hay không hoặc là cái tụ điện. Đó, thì ở đây mình tháo ra mình thấy cái tụ nó xì nè. Đó là cái khả năng là 99% là do cái tụ này rồi, nó xì nè, thấy nó xì ra một đống rồi thôi. Đó, thì để mình dời camera bên đây là mình tháo ra mình thay cho các bạn xem luôn nha. Thì cái tụ này nguyên của nó là cái tụ vuông nha. Thì mình tháo ra mà mình đi mua cái tụ giống như y như vậy là được. Đó, thì nó không có thì các bạn mua có thể là mua cái tụ dài tụ tròn nhưng mà là cái microfarad nó đúng là được rồi. Ở đây cái tụ của nó là 16 microfarad nè và 400V. Đó, thì khi mua thì các bạn nhớ chọn cái vôn nó cao hơn chút xíu để nó tăng cái điện áp mà đánh thủng cái tụ lên, nó khả năng thủng cái tụ nó lâu hơn. Ở đây mình mới mua một cái tụ nè, tụ này là tụ tròn cũng 16 microfarad luôn nhưng mà 450V nha. Đó, thì cái vôn càng cao thì càng tốt tại vì nó tăng cái độ bền lên, cái điện áp mà khó đánh thủng được cái tụ đó. Thì trước khi thay á thì các bạn tách hai sợi dây này ra, hai sợi dây mà nãy vô cái tụ đó, thì các bạn kiểm tra lại coi nó có bị chạm vỏ hay không nha, cái đường điện ở trong cái motor ra để vô cái ba, các bạn một que chọt vô vỏ, một que các bạn chọt vô hai cái đầu đó, đồng hồ nó không có lên là được. Thì đối với cái tụ của cái motor này thì các bạn gắn bên nào cũng được, hai sợi dây nè các bạn đấu sợi nào cũng được, tại vì cái tụ này là tụ không phân cực nha, nó khác với cái tụ điện mà ở trong âm ly hoặc là trong tivi thì rồi đó, mấy cái tụ đó là tụ phân cực, nó có đầu âm đầu dương, còn mấy cái tụ trong cái motor này thì nó không phân cực nha, các bạn đấu bên nào cũng được. Đó thì bây giờ mình đấu vô mình xỏ ống gen rồi mình gắn lên rồi mình thử cho các bạn xem luôn. Thì đối với cái tụ nó bị hư á, thường thường là nó yếu hoặc là nó motor nó rất là nóng, cho khả năng đề lên nó không có nổi, nó rất là nóng. Đó thì các bạn lúc mà các bạn tháo ra hai sợi dây thì lúc mình gắn vô thì các bạn đấu y như vậy, hai sợi dây mà vô cái tụ điện đó là được. Đó thì cái tụ điện này nó không có cái bát mà để bắt con ốc vô. Thì ở đây mình các bạn sử dụng một cái dây đai rút, các bạn rút kẹp nó lên là được. Đây bây giờ mình tiến hành ráp lại nha, mình thử xong nữa là coi có ok hay không. Motor rất là mát luôn. À, video của mình chia sẻ cho các bạn cách mà kiểm tra cái motor của cái máy may công nghiệp và để thay thế linh kiện đến đây cũng tạm dừng rồi. Mình chúc các bạn thành công nha. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn vô cái chuông để nhận được nhiều video mới của mình. Xin chào các bạn và tạm biệt các bạn nha.